Xin chào toàn thể quý anh chị. Hôm nay em lại có mặt tại chung cư Beacon thuộc khu phố Nội Hóa 1, phường Bình An, thành phố Di An, tỉnh Bình Dương. Và hôm nay em muốn giới thiệu tới quý anh chị một căn nhà một trệt một lầu sát bên chung cư Beacon này ạ. Đây là chung cư Beacon nha quý anh chị. Đây là căn nhà mà em muốn giới thiệu quý anh chị ạ. Căn nhà này thì được thiết kế là mái thái. Đường phía trước nhà là 12m bao gồm cả vỉa hè. Và từ căn nhà này thì đi di chuyển ra quốc lộ 1K chỉ 50m thôi ạ. Đây là căn nhà mà em muốn giới thiệu tới quý anh chị ạ. Căn nhà này thì có hai lớp cửa. À, phía ngoài thì mình có một khoảng sân dùng để xe máy. Và bây giờ em mời quý anh chị vào tham quan căn nhà chi tiết hơn ạ. Đây là phòng khách nha quý anh chị. Căn nhà này có tổng diện tích là 60,3m², có bề ngang 4m, chiều dài hơn 15m. Và nhà gồm có 3 phòng ngủ, 1 phòng thờ và 2 nhà vệ sinh và 1 phòng khách và 1 phòng bếp. Căn nhà này di chuyển ra quốc lộ 1K thì chỉ tầm 50m thôi nha quý anh chị. Sát bên đường Trần Đại Nghĩa luôn ạ. Đây là phòng bếp có kệ bếp, kệ tủ đầy đủ. Và dưới này thì có 1 phòng ngủ và 1 nhà vệ sinh. Và bây giờ em mời quý anh chị mình lên tầng trên để tham quan các phòng tiếp theo ạ. Căn nhà này có vị trí thuộc khu phố Nội Hóa 1, phường Bình An, thành phố Di An, tỉnh Bình Dương nha quý anh chị. Và đây là tầng trên của căn nhà. Tầng trên này thì mình có gồm có 3 phòng. Đây là 2 phòng ngủ nha quý anh chị. Và ngoài này đang còn một phòng nữa, rất là rộng và có rèm cửa. Ở đây thì mình có ban công phía ngoài. Thì từ ban công mình có thể nhìn thấy được là ở đây khu dân cư rất là hiện hữu ạ. Và tiện cho mình kinh doanh buôn bán ạ. Và phía bên tay phải là chung cư Beacon nha quý anh chị. Hiện tại thì căn nhà có mức giá là 3,5 tỷ còn thương lượng chính chủ và có hỗ trợ ngân hàng. Quý anh chị quan tâm thì để lại thông tin hoặc liên hệ cho bên em để đi xem thực tế. Em xin chân thành cảm ơn.